Nãy giờ em cái này là nước mắm bạn, mình sẽ dùng một cái chiếc đũa như vậy nè bạn, các bạn chấm vô đây, chấm vô cái nước mắm này nè bạn, gõ vô trong cái mà khi mình pha cà phê bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cà phê vô bạn, mình sẽ bỏ vô tùy các bạn muốn uống đậm muốn lạt mình bỏ vô. Ở đây là muối bạn, muối bọt bạn bạn, mình cùng cái chiếc đũa mình chấm vậy bạn, này cho bạn thấy nè. Nó có một hai hộp vậy đó. Và cái này là bơ các bạn cũng chấm các bạn, hiểu bạn đó. Này là gì không, cái này là Milo, mình sẽ thêm vô một nhí cà nhi nữa các bạn. Đó nhiều đó các bạn, mà bữa nay mình sẽ pha cà phê các bạn, sáng rồi mình quậy cà phê uống các bạn. Sẵn mình quay cái clip này hướng dẫn cho các bạn pha cà phê bằng phin đó bạn, bằng cái phin này các bạn, uống nó sẽ ngon hơn bạn. Đây là cà phê hộp bạn, mình mới vừa xay ra xong nữa bạn, mình sẽ đổ nó ra cái chén nha bạn coi. Đây bạn, cà phê hột bạn, khá là thơm bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha cà phê các bạn. Trước khi mình pha các bạn, để mình đi trụng cái phin này các bạn, cho nó nóng các bạn, rồi mình pha nó sẽ tan cái hộp cà phê mau hơn bạn. Rồi mình đổ nước sôi vô bạn, cho nó ngập cái miếng ấy ở dưới các bạn. Rồi bạn để cỡ khoảng 5 phút vậy đó, cho nó thấm vô cái này, cho nó nóng cái phin cà phê của mình lên. Để một hồi mình đổ nước nóng vô các bạn, cái hộp cà phê của mình nó sẽ nước của mình nó sẽ nóng lâu các bạn, nó không có bị nguội nước. Nó sẽ thấm vô cái hộp cà phê của mình, nó tan ra rất là nhanh các bạn. Còn mình không có trụng trước các bạn, một hồi cái mình đổ nước nóng vô, cái độ nóng của cái nước nó sẽ bị giảm xuống, nó sẽ không có còn nóng cao, nó sẽ rất là tan, nó không có hết được cái chất cà phê các bạn. Bây giờ mình sẽ ngâm nó cả khoảng 1-2 phút nghe các bạn, cho nó nóng cái phin lên rồi mình sẽ pha các bạn. Cái ly để hồi mình pha cà phê các bạn, cho nó nhiễu xuống á. Mình có đây là cái các bạn biết nãy giờ em cái này là nước mắm bạn, mình sẽ dùng một cái chiếc đũa như vậy nè bạn, các bạn chấm vô đây, chấm vô cái nước mắm này nè bạn, gõ vô trong cái mà khi mình pha cà phê bạn, cho cái ly mà để hồi mình cho cà phê nhiễu xuống bạn, cho nó có cái mùi nước mắm cho thơm thơm bạn. Rồi bây giờ mình sẽ pha cà phê các bạn. Phin của mình nãy giờ nó cũng đã nóng rồi nè. Rồi mình sẽ cho nước nó ra các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cà phê vô các bạn. Mình sẽ bỏ vô tùy các bạn muốn uống đậm muốn lạt mình bỏ vô. Bỏ hết rồi luôn bạn. 5-6 muỗng vậy. Này có 6 muỗng bạn. Rồi ở đây là muối bạn, muối bọt bạn bạn, mình cùng cái chiếc đũa mình chấm vậy bạn, này cho bạn thấy nè, nó có 1-2 hộp vậy đó, mình bỏ nó vô. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước nó vô bạn, đây nóng bạn. Các bạn chỉ đổ một chút xíu cái siêu thôi bạn. Đây bạn sẽ đổ nó vô để cho nó thấm mấy cái hộp cà phê này các bạn. Các bạn cứ đợi cho cỡ khoảng 30 giây các bạn. Rồi bây giờ nó thấm xong các bạn, mình sẽ đổ vô cái nước mình pha, vừa đủ mình uống bao nhiêu thì mình sẽ đổ vô bao nhiêu các bạn.
Rồi các bạn có cái gây trong các bạn đậy lên, còn cái gây của mình không biết mình bỏ ở đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ cái này là bơ các bạn cũng chấm các bạn, các bạn đó vô vậy bạn cho nó thơm bạn ơi. Dưới mình sẽ, bạn biết cái này là gì không, cái này là Milo, mình sẽ thêm vô một nhí cái nhi nữa các bạn. Đây. Đó nhiều nữa bạn, tại vì mình người ta mà pha ở ngoài tiệm người ta bán á các bạn, bột bắp các bạn, bột béo á, người ta sẽ trộn với mà cái cà phê này các bạn, còn mình ở nhà mình pha mình uống á, mình đâu có cái bột béo, nên các bạn có thể thêm giờ một chút xíu và siêu cái Milo các bạn, nó sẽ béo ngon các bạn. Giờ mình đợi từ từ cho nó nhiễu xuống các bạn ơi. Đây nó đang nhiễu gần hết rồi nè các bạn. Từ từ xuống vậy các bạn. Chút xíu nữa là xong mình quay cà phê uống được các bạn ơi. Chờ đợi thôi. Rồi chào các bạn nha. Đây. Đó các bạn. Cà phê mới vừa pha xong bạn ơi. Cái này á cà phê hột các bạn, nên nó không có đen kịnh như mà cái kia người ta đã có trộn nha các bạn. Mình trộn cà phê á thì nó khác hơn, còn cái cà phê mà cái hộp của mình nó xay ra nó cái màu nó giật chờ các bạn, nó vàng vàng chứ nó không có đen kịnh được. Để bữa nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn á, trộn cà phê các bạn nó sẽ rất là ngon. Còn đây là cà phê hộp mình pha rồi mình sẽ thêm gia vị vô vậy đó các bạn, giống như trong quán nó bán vậy đó các bạn, rất thơm rất ngon luôn các bạn. Các bạn tại người ta bên trong quán người ta bán, người ta trộn á, người ta có bắp có xay á các bạn, một bắp một béo rồi á thì nó sẽ rất thơm. Còn mình cà phê hột á mình xay ra mình không có thơm vậy, nên mình dặn chút xíu Milo các bạn nó sẽ thơm và béo các bạn. Chứ mình thêm bơ rồi thêm muối với thêm nước mắm vô là đúng trong quán nó bán luôn các bạn, đúng chuẩn luôn. Chứ cái cách pha nãy mình cũng hướng dẫn cho các bạn các bạn. Tại thường thường nước của mình nó nóng thì nó nóng thiệt, nhưng mà khi mình đổ cái hộp cà phê các bạn nó vô cái phin á, cái phin nó sẽ bị lạnh, nên trước khi mình pha mình sẽ ngâm cái phin pha cà phê của mình trước. Hồi nãy cái lòng phía trong phin pha cà phê đã mất tiêu các bạn, qua nay Tết lu bu á rồi nãy nó không có cái lọc phía trong luôn các bạn. Sáng mình đi tìm bữa nay cũng mùng 2 Tết rồi các bạn. Năm mới thì mình cũng chúc cho các bạn sức khỏe dồi dào, làm ăn thì cũng bầm xuôi gió tiền vô như nước nha các bạn. Cũng 5 giờ sáng rồi các bạn, cái mình ra mình ngồi mình buồn quá, cái mình đi tính đi quậy cà phê uống rồi thấy mình thấy vậy á, mình tính pha máy rồi thôi, thấy vậy cái mình pha cà phê phim này mình hướng dẫn cho các bạn luôn các bạn cách pha cà phê các bạn. Khi mình pha cái mình đổ vô một chút xíu cà phê, xíu nước vậy bạn, để cho nó cái nước nó thấm vô cái hộp cà phê các bạn, nó sẽ nở rất là nhanh bạn, nó tan á, nó sẽ tan rất nhanh. Chứ cà phê của mình cà phê hộp á nó sẽ tan nhanh lắm. Còn mà cà phê kia mình đã trộn nhiều cái gia vị vô rồi đó các bạn, mình phải đổ nước vậy các bạn, để cho nó thấm hết cho bắt đầu nó thấm xuống dưới các bạn, nó chuẩn bị nó nhỏ giọt xuống dưới đó. Rồi mình sẽ đổ nước vào nhiều vào, rồi mình sẽ thêm muối thêm nước mắm gì đó các bạn, thêm bơ, rồi các bạn có bột béo gì đó chứ nãy Milo các bạn cũng thôi, rồi các bạn có sữa đậu nành đó, nó được khá là béo các bạn, cái bịch bột sữa đậu nành các bạn. Cà phê này thì nói chung cũng có rất nhiều cách mình để mình pha nữa các bạn. Khá ngon các bạn, sáng mình không có nước đá nữa nè các bạn, được có mấy cục nước đá ra que nước đá trong tủ lạnh đó các bạn, mình có nước đá bi á mình quậy uống ngon lắm các bạn. Nhất này thì tối vậy không có nước đá các bạn, Tết hôm nay chắc giờ này mấy bạn còn đang ngủ say á, do hôm qua mùng 1 mà mình trước ông bà
về cũng ăn uống rồi cũng chắc cũng có nhậu lai rai, mà năm nay mình thấy nhậu ít các bạn, mình cũng vậy nữa, do giờ cái giao thông đó bạn nó rất căng, mình đi đâu cũng vậy, mình uống rượu bia là mình đi ra ngoài là sẽ bị bắt cái bắn nồng độ cồn đó bạn, phạt khá nặng. Chứ hôm qua mình cũng có đi chùa mà mình đi chùa bên Đại Ngãi á, mình cũng thấy giao thông khá là nhiều các bạn, nên năm nay chắc mấy bạn chắc cũng uống rượu ít, cứ uống tại gia tại nhà thì mình uống được nhiều thôi, chứ còn ví dụ như khách đồ khứa rồi mà mình trên cái tuyến đường mình chạy xe xa là chắc mình cũng ít uống nha bạn. Hôm qua mình cũng không có nhậu nữa bạn, tại do công việc làm á, Tết người ta nghỉ người ta đi chơi, còn mình nói chung Tết mình không có nghỉ các bạn, mình cũng buôn bán đồ bình thường, bán đi chợ các bạn, nên mình cũng không có nhậu, chứ hầu như mấy năm nay các bạn mình cũng ít có uống rượu lắm các bạn, uống bia lắm. Mấy năm trước thì mình cũng uống nhậu khá khá nhiều, mấy năm nay trở lại đây thì do mình thức đêm các bạn khá là nhiều, nên mình cũng hạn chế về vấn đề rượu bia. Nhưng mà nói chung cái đó thì có đám tiệc anh em rồi lâu ngày gặp lại á, mình uống chút đỉnh thì nó văn nghệ vui thôi, chứ mình uống cái đó nhiều nó không không có tốt các bạn. Cái cà phê hột đó các bạn, mình uống lần đầu tiên á thì mình uống mình không quen á, mình uống lạ, nó lạ nó khó uống lắm bạn. Nhưng mà khi mình uống một hai lần rồi bạn, mình đã quen với cái hương vị của nó rồi, là mình sẽ uống cho rất là ngon, nó cũng khá là dễ uống bạn. Đây thì mình thường quay quay với YouTube đó bạn, mình uống là cà phê này không bạn, cà phê hạt đó bạn, mình xay ra cà phê hạt thì mình pha nó cũng rất là nhanh bạn, rồi mình đổ vô mình pha chút xíu là nó tan rất nhanh. Nhưng mà mình cách thức mình chỉ cho các bạn pha nãy là mình pha cà phê mình đã chọn các bạn, nước nó sẽ rất đen rất kẹo, và mình pha đúng chuẩn của mà trong mấy cái quán cà phê người ta bán luôn các bạn, các bạn cứ làm theo mình vậy đó là pha uống nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà cái muối các bạn chỉ chấm một hai hột thôi với một viên thôi nha các bạn, nếu mà các bạn pha một viên mà các bạn bỏ vô một cả nửa muỗng cà phê thôi rồi luôn bỏ luôn mặn chát luôn các bạn, chỉ một hai hột thôi. Còn bơ thì dạng nó thơm các bạn, thì do cà phê hột nên mình không có chọn ba cái hỗn hợp đó, thì mình bỏ vô cho nó thơm thôi, với béo thôi, với mà Milo các bạn thì nó béo thôi, nó thay thế cho bột bắp rồi các bạn. Cái cà phê trộn thì người ta có tới 2, 3, 4, 5 loại luôn các bạn, tùy theo cái mức độ mình trộn nó ngon, vừa 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 với nó ngon dữ luôn các bạn, nên nó sẽ trộn khá là nhiều. Bây giờ cà phê thì nó rất nhiều loại luôn các bạn, nhất nhì ba tư năm sáu bảy thì tùm lum hết trơn. Do cái công thức trộn các bạn, nhưng mà cái này là cách làm dân gian, nói chung bây giờ thì ai cũng biết làm các bạn, chứ không phải ai cũng không biết làm, nhưng mà mình bỏ các bạn cũng có thể khỏi cần bỏ muối, khỏi cần bỏ mà bơ, tại vì cái khi trong nông thôn mình làm gì mà có bơ để bỏ các bạn, mình chỉ có cà phê, mình muốn cho nó béo thêm thì các bạn có thể mua thêm miếng Milo rồi mình bỏ vô là mình pha là có thể là ra khá ngon rồi các bạn, đơn giản vậy đó. Với cái cách pha thôi các bạn, cách pha chế thôi, cách pha chế gì mình ngâm cái thích trước cho bạn cho nó nóng á, tại vì khi mình đổ vô á là nó không có nóng đủ đủ cái nhiệt độ của nó là cái hộp cà phê của mình nó sẽ không tan hết bạn, nó sẽ không ngon. Ví dụ như 10 phần mà mình chỉ tan được có 5 phần là nó không có đậm đà bạn, hương vị nó không được ngon hơn. Nên mình sẽ nước thì thịt sôi mình sẽ ngâm nó, rồi xong rồi bắt đầu mình sẽ đổ cà phê vô, mình cho nó vô một chút xíu cái siêu nước để cho nó nở đều hết hộp cà phê. Nhưng mình thấy thường thường nếu mà đúng truyền thống mình pha cà phê mình pha đó mình có cái vợt đó các bạn, cái vợt đó thì nó pha nó hiệu quả rất cao, nó sẽ tan kêu bằng tan toàn bộ. Còn tại vì cái phin đó, đôi khi cũng như dạng là có cái lược, chứ mà không có cái lược ở trong, nó như mình hồi nãy cái công thức mình pha là không có cái lược ở trong các bạn, thì nó sẽ thấm nó như vậy các bạn. Bạn phải đổ một chút xíu siêu nước trước
để cho nó nở cái hột cà phê ra. Còn không á, mình không có cái phim trong các bạn, khi mình đổ vô á là nước nó sẽ tuột xuống dưới hết trơn luôn các bạn, nó không có, nó chưa kịp nở ra là nó tuột nước xuống hết rồi. Còn cũng có thể các bạn phải mình chăm lại luồng hai các bạn, mình cho nó chảy xuống hết rồi mình sẽ đổ ngược cái lên trên. Mình cho nó nhiễu lại luồng hai vậy đó các bạn, chứ nó sẽ tan hết cái chất cà phê các bạn. Chứ còn không mà mình không có cái phim là cái giờ cái trong là nó sẽ không hiệu quả. Nhiều khi mình pha ẩu á, mình pha gấp á thì uống không ngon, bởi vì thường thường người ta cà phê phin là cà phê đợi chờ nó vậy các bạn. Còn muốn uống nhanh thì mình phải mang một cái miếng vải lưới các bạn, mình làm một cái vợt mình pha đó mà nó hiệu quả rất cao, mà cũng khá là nhanh. Trong thường thường mấy cái quán cà phê ở trên thành phố thì nó khác các bạn, bây giờ người ta chỉ xài máy là ta pha thôi mà, nhưng mà mấy cái quán lớn ở vùng quê đó là đúng truyền thống của mình luôn bạn. Người ta sẽ có một cái tích lớn, người ta sẽ mang một cái túi vợt các bạn, cũng giống như mình pha trà vậy đó, mình sẽ ngâm đó và nó sẽ đạt hiệu quả cao các bạn. Này thì nó tuy rằng nó cũng khá là đơn giản nhưng mà khi mình không có thuốc pha, mình pha uống nó sẽ không ngon luôn. Còn nếu mà mình mua cà phê bịch ở ngoài tiệm đó bạn, thì mình sẽ trộn rồi ngày mai mốt gì đó bạn, qua cỡ mùng rảnh rảnh hết cái Tết này thì mình sẽ mua cái vài cái loại cà phê đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trộn, mình trộn cái loại mà nó rẻ tiền nó mình uống nó ngon. Có khi mình mua cái loại mắc tiền đó bạn, một bịch tới 70-80 ngàn nhưng mà mình trộn lại mình pha uống nó vẫn không ngon nghe các bạn. Chứ không phải là mình nói tôi mua 5-6 loại cà phê dự trữ thì tôi trộn vô uống là nó ngon là không có. Tại cũng tùy theo cái cách mình làm với cách mình pha này. Cà phê là chủ yếu là nó pha là nó ngon nó dở là do cái người pha đó bạn. Người ta thường thường tôi nói đến người pha, người quậy cà phê đó. Mọi video của mình tới đây cũng kết thúc các bạn. Thì nãy đầu vô thì mình cũng chúc cho các bạn thì năm mới thì cũng làm ăn thì cũng phát tài sức khỏe thì rồi và cuối video thì mình cũng chúc các bạn vậy luôn. Lúc nào thì nó cũng làm đâu thì được đó, sức khỏe thì lúc nào nó cũng dồi dào các bạn. Năm mới mà gửi đến những người bạn thân thương của kênh mình đó, thật là nhiều sức khỏe và làm gì thì nó cũng sẽ được từng nhiều thành công, nhưng mà cái quan trọng là lúc nào cũng cứu mình cũng thật nhiều tiền các bạn. Thôi mình chào bạn nha.